Liên quan vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi để đòi 15 tỷ đồng, sáng ngày 17 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Trung đã bị tước danh hiệu công an nhân dân sau khi Công an thành phố Hà Nội xác định nghi phạm Trung là cán bộ công an tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Công an thành phố Hà Nội, tối ngày 14 tháng 8 Trung đi xe ô tô đến khu đô thị Việt Hương, quận Long Biên, thì bắt gặp một bé trai đang đi xe đạp. Sau vài câu nói, Trung bế bé trai này lên xe và tẩu thoát. Trong lúc bỏ trốn, Trung liên lạc với mẹ bé và đề nghị đưa 15 tỷ đồng để đổi lấy con. Ngay trong đêm ngày 14, dạng sáng ngày 15 tháng 8, công an thành phố Hà Nội đã tung quân truy tìm và bắt được Trung khi đang nhận tiền của bị hại tại khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam. Trung khai nhận do nợ nần của nhiều người không có khả năng chi trả nên đã bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc